cả bông đi lên, tôi đọc cả bông lại. Bông trên bàn lên. Rồi, trên bàn nó nói gì? Kính thưa hai bác, sau khi chúng tôi tổ chức lễ đã xong, con gái chúng tôi xin chúc chúc cho các bạn hai bác và nhà sức khỏe. Ở đây, chúng tôi cũng đồng lễ anh em, con gái chúng tôi có những phần quà nhỏ để tặng cho chúng tôi cũng để phát triển. Xin mời. Dạ, hôm nay trước. Chị hai quay mặt ngoài tí. Anh hai đứng sát luôn. Chú rể đứng sát vô. Thôi à.